sắc tuyệt đẹp bạn ơi. Những cái chậu ngũ sắc rất là đẹp. Thứ nhất là cây cực kỳ ạ, cây đẹp này. Cao, độ cao vừa phải, cây này cao khoảng tầm 7-80 phân. Trời ơi đẹp quá, những cái cây này quá đẹp luôn. Các cái màu sắc rất là rực rỡ. Màu tím này, màu trắng này, màu trắng là một trong những màu rất là hiếm nhá để có những cái cây ngũ sắc đẹp như này. Kia có một cái màu nữa này rất đẹp, hồng vàng. Hồng vàng đẹp, rất đẹp. Các bạn có nhu cầu mua cây hoa ngũ sắc mà cây bầu to mà cây đẹp như này thì vui lòng liên hệ nhá. 0977973535 ạ. Đó, cây này bạn thấy đẹp không? Quá là đẹp ạ. Rất đẹp luôn ạ. 0977973535 bạn nhá.